Thôi, cô đừng có bực bội nữa. Cô hãy nghĩ tới chiều hướng tích cực đi. Dạ đúng đó chị Xuôi. Chị cứ coi như đây là điều tốt đi. Rồi chị muốn tiến hành đám cưới như thế nào? Chứ tôi thấy mình càng tiến hành sớm chừng nào càng tốt chừng lấy đó chị. Trong năm nay là không có được rồi. Nhà chúng ta đâu thể nào tổ chức đám cưới theo kiểu chạy đua đó được nè. Đám cưới chứ đâu phải đua. Hay là cứ cho con dâu về đây ở trước rồi cưới sau cũng được. Tôi cũng hiện đại lắm, không có nhất thiết phải đủ lễ đâu. Ý của bác là không có cưới hỏi gì hết hả? Rồi tụi nó cứ như vậy mà dọn về sống chung với nhau sao? Bác nghĩ sao mà bác nói vậy chứ? Bác coi con gái tôi là cái loại người gì hả? Đi con, đi về. Mẹ vợ bình tĩnh. Đây chính là lý do mà cậu dụ dỗ con tôi nó có bầu trước phải không? Đi về mau. Mẹ con cũng đâu có muốn làm đám cưới trước đâu. Hả? Con nói cái gì? Mẹ bình tĩnh đi, từ từ nha. Mẹ thử nghĩ đi. Con lúc nào cũng muốn mình thật là xinh đẹp, thật là hoàn hảo trong ngày cưới đúng không? Thì đâu thể nào con vác nguyên một cái bụng bầu trong ngày cưới được. Lúc đó con mặc đồ cưới đâu có đẹp đâu, đúng không mẹ? Dạ thưa bác trai, hay là đợi con sinh em bé xong rồi mình làm đám cưới cũng được mà. Sao lại gọi là bác trai? Anh hai của anh đó cho nên là... Anh hai, em nghĩ là đám cưới mình để sau cũng được mà anh. Trời, sao em chuyển qua kêu anh nhanh vậy? Em thiếu chỉ dạ em. Dạ thưa. Bộ lẽ chuyển từ bác qua anh rồi em bỏ cái chữ đó làm sao? Bà, thay vì bà suốt ngày bà nhảy chồm chồm lên á, bà ở nhà bà dạy con bà biết thế nào là dạ thưa, thế nào là công dung ngôn hạnh lễ nghĩa trước khi về nhà chồng nha. Làm sao mà tôi biết có ngày á, nó phải gọi ba của bạn mình á là anh chứ, để mà tôi dạy dỗ nó dạ thưa chứ hả? Ông trời ông tính. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ, bộ phim của gia đình Việt năm 2018, lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2.